người dân ở tỉnh Valencia của Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục dọn dẹp bùn đất và đống đổ nát sau trận lũ lụt lịch sử. Lũ quét đã cướp đi sinh mạng của 211 người ở Tây Ban Nha, hầu hết số người chết 202 người ở tỉnh Valencia. Ngoài bùn đất, xe ô tô lật úp và những mảnh vỡ rải khắp các con phố, các chủ doanh nghiệp địa phương còn phải đối mặt với một vấn đề khác là nạn cướp bóc. Mới 3 giờ sáng, bọn chúng vào ăn trộm hàng của tôi. Nước vẫn còn ngập tới ngang eo mà chúng vẫn vào ăn trộm. Hàng xóm của tôi tới giúp đuổi bọn trộm. Đến sáng 2 tháng 11, tôi mới khóa được cửa. Lô hàng trị giá 100.000 euro của tôi vừa tới, vậy mà mất gần hết. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các thi thể dưới những hầm để xe trên khắp Valencia, nơi mọi người bị nước cuốn trôi mà chưa kịp lái xe thoát ra khỏi nước lụt. Họ đang bơm nước ngập lụt từ dưới các hầm để xe, trong khi thợ lặn đeo chân dịch lặn xuống các hầm này để tìm kiếm những thi thể mắc kẹt trong xe dưới lớp bùn đất. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết chính phủ sẽ bổ sung 5.000 binh sĩ để hỗ trợ tìm kiếm và dọn dẹp, ngoài 2.500 người đã được triển khai trước đó.